lúc mới đầu tư khu vui chơi ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, được kỳ vọng sẽ trở thành một công viên rất hoành tráng, mỗi ngày có hàng trăm thiếu niên, nhi đồng và cả người lớn đến đây vui chơi, đi bộ, tập thể dục, tận hưởng không khí trong lành do sông Đồng Nai mang lại. Thế nhưng vài năm trở lại đây, do không được quan tâm bảo vệ chăm sóc nên khu vui chơi này bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Đó là nội dung phản ánh mà khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0166 3 số cuối 865 đã cung cấp tới cho chương trình, kèm theo đoạn video clip dưới đây. Được đặt ở vị trí trung tâm, ngay sát khu vực hành chính của thị xã Tân Uyên, khu vui chơi thiếu nhi này từng là nơi sinh hoạt, giải trí của trẻ em và bà con nhân dân khu vực thị xã. Tuy nhiên hiện tại, trong khi trẻ em thị xã không có nơi vui chơi, thì khu vui chơi này lại trở nên hoang phế. Cả một công trình hư hỏng hoàn toàn. Có cây mọc um tùm, rác rưởi vương vãi khắp nơi. Đã từ lâu, nơi đây luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Không những không phục vụ được nhu cầu vui chơi, mà thậm chí còn là nơi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Khán giả Vân Ngọc thiết nghĩ, thời điểm hiện tại đây là kỳ nghỉ hè, các em nhỏ rất cần địa điểm vui chơi vận động, hạn chế tiếp xúc với các trò chơi điện tử. Thế nên một khu vui chơi bị bỏ hoang là vô cùng lãng phí. Gửi clip phản ánh tới cho chương trình, khán giả Vân Ngọc hy vọng địa phương sẽ sớm quan tâm đầu tư khôi phục lại khu vui chơi đáp ứng nhu cầu giải trí của thiếu nhi trong những ngày hè.